Xin chào bà con, kính chào bà con, xin chào mọi người đã và đang xem kênh Máy Xúc Cần Cầu Xây Bằng Chúng Tôi. Hôm nay trên chúng tôi đang có một em Kobe 03 đời 88 mọi người nhá. Đâu đó là ba em SK03 này, rồi 8988. Và em này cũng là đời 88 và bán hết ba con rồi. Còn một em này mới lấy về, xe của tôi hoạt động rất là chỉnh chu luôn. Chung là cái giá nó rất là vừa thì túi tiền là quý anh chị bỏ ra. Hôm nay thì của chúng tôi đang để ở dưới quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Quý anh chị, quý bà con, cô bác nào đang có nhu cầu mua dòng máy như thế này thì có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại góc trái màn hình video của chúng tôi để tìm cho mình những sản phẩm nó vừa túi tiền cũng như là vừa cái sức để anh chị em lập nghiệp. Giá con này thì rất là cực kỳ phải không? Nói chung là tiền nào của đấy mọi người ạ. Bãi của chúng tôi thì có ba bãi. Bãi thứ nhất chúng tôi đang ở thành phố Buôn Ma Thuột và bãi thứ hai quận 9 thành phố Hồ Chí Minh, bãi thứ ba ở Di An Bình Dương. Quý vị, quý anh chị, quý khách hàng đang ở đâu đó ở gần những khu vực như thế này thì có thể đến tận nơi thử xe, nhìn tận mắt, tận tay những sản phẩm mà chúng tôi đang có, rất là vui và hãnh diện được phục vụ tất cả quý bà con cô bác đi tìm xe ở trên kênh của chúng tôi, với phương châm phục vụ khách hàng thân thương, tận tình, chu đáo, chúng tôi đều đáp ứng được điều đó. Quay không nói dung nói dài, quay trở lại với em Kobe đời 89 này, quý vị thấy không? Kỷ niệm, nói chung là đã qua sử dụng rồi thì nó cũng khá là cũ, nhưng về cơ bản máy móc của em Kobe 03 đời 89 này vẫn còn hoạt động rất là trơn tru, nó sẽ đáp ứng được cho những anh chị em nào mà có cái túi tiền vừa phải vừa đủ thì đây là một sản phẩm mà chúng tôi đang có. Con này thì sơ qua bộ một chút thì mâm không nhịp, máy không đổ hơi, quay toa ổn định, hai xích khỏe như nhau, thủy lực tốt, giá cả thì cực kỳ là hợp lý, hợp tình với anh chị em đang có nhu cầu mua dòng này để về làm việc và kiến thiết gia đình. Ngoài ra thì chúng tôi còn những cái dòng đô san, nhất là trên bãi luôn thuật của chúng tôi thì có những dòng máy to như là đời cao cũng có và đời thấp cũng có, và đặc biệt này chúng tôi rất là nhiều dòng 07 chúng tôi cũng đã và đang và nhận săn lấp mặt bằng luôn. Quý chị nào mà đang có nhu cầu săn lấp mặt bằng ở khu vực thành phố Buôn Ma Thuột cũng như những cái tỉnh lân cận thì có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại chắc chắn mình gửi chúng tôi để chúng tôi được phục vụ tất cả quý bà con cô bác. Ngoài ra thì chúng tôi còn những dòng máy như là Doosan, Volvo, Hyundai, rồi anh chị em và quý vị có dùng những dòng đó thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại góc trái màn hình của chúng tôi nhé. Bây giờ thì xin phép dừng video, mọi người nhớ đăng ký kênh để xem nhiều siêu phẩm hơn từ kênh của chúng tôi.